Rồi. Và hôm nay ta sẽ nói sơ về cái danh sách này. Danh sách này, danh các loại danh sách này. Được chưa? À, danh sách có thứ tự và không có thứ tự. Ok. Rồi. À, định nghĩa danh sách đúng không? Sau đấy cái phần này rất là quan trọng này. Là định vị cái position. Position có loại static, absolute, relative và fixed. Cô sẽ hướng dẫn kỹ về phần này. Đấy, hướng dẫn kỹ về phần này. Chưa? Đấy, chế độ định vị này. Tĩnh. Ok. Relative. Absolute. Fixed. Chưa? Đấy, định vị tuyệt đối. Absolute. Ok. Thì cô sẽ chỉ các bạn cách để các bạn về nhà tự học nha. Không nhất thiết là chúng ta cứ phải cô dạy các bạn về học, các bạn có thể tự học nhé. Các bạn học có thể học trên trang W3 School. Đấy, về nhà các bạn tự học thêm. Các bạn lên W3 School. Các bạn chọn HTML. Yeah. Các bạn chọn HTML, learn HTML, learn CSS, được chưa? Đấy, thì ta learn CSS nha. Đây, để xem các cái định vị đúng không? Ở đây ta có giới thiệu là syntax là selector là cái gì nè. Đây, tí nữa cô sẽ nhắc lại selector một chút. Background, border, margin, padding đấy, box, model. Đấy, ví dụ cái này là các cái box. Đấy, hướng dẫn tạo các cái box như nào. Đấy, tôi dùng cái div để tạo cái box. Ok. Rồi các bạn outline. Outline. Rồi các bạn position display. Display này, position này, thấy không? Overflow. Position. Ok. Được chưa? Định vị vị trí. Thì bây giờ cô sẽ hướng dẫn các bạn một chút về position, cái box. Thì bây giờ ta sẽ hướng dẫn thứ nhất đó là box là một nè. Box nè. Position nè. Rồi position thôi, được rồi. Rồi cái đấy được rồi. Ok. Bây giờ ta sẽ quay lại cái bài của ta. Cái bài của ta là bài này. Được chưa? Rồi, thôi khỏi. Làm đây bài 4. Bài 7. New file. Bài 7. Ok. Rồi các bạn gói HTML vô. Chưa? Rồi, cô sẽ làm theo cái lab để các bạn theo dõi ha. Cái lab cho dễ. Cô sẽ hướng dẫn chỉ bài theo cái lab. Position. Ôi trời, sao tắt đi. Cái con chuột của cô nó bị nhảy tơ lưa ta. Ai không 20 liệu chờ cô tí à, web lá 7. Ok, xây dựng menu thì đừng có nói tiếp ha, để ta làm cái bài làm menu, xây dựng menu nói sau. Bây giờ ta sẽ làm cái bài này, cái box. Key box và position, được chưa? À, để thiết kế được ra một cái trang sản phẩm giống như cái bài mà hôm bữa cô nói, đúng không? Trang này thì các bạn lưu ý là cái box rất là quan trọng. Thì các bạn khi các bạn thiết kế nội dung thì các bạn tìm những cái box giống nhau, tìm cái giống nhau. Những cái giống nhau như vậy thì các bạn sẽ tạo những cái box. Sau này các bạn tạo CSS một lần thôi và các bạn sẽ copy ra nhiều lần,
Ví dụ ở đây các bạn thấy là ở đây các bạn có 1 bốc, 2 bốc, 3, 4, 5, 6 cái giống nhau. Đây cũng giống nhau. Đúng không ạ? Vậy thì ta tạo một cái khung nhỏ này nè, thì ta sẽ gọi nó là một cái box. Đúng không ạ? Cái khung nhỏ này ta sẽ gọi nó là một cái box. Đây. Đây. Và để các cái box này sau các bạn tạo shift S cho một cái thôi, thì những cái sau các bạn làm tương tự. Ok chưa? Thì giới thiệu cái box nó bao gồm nè. Các bạn tạo cái thẻ div. Tạo thẻ div, tạo khung. Tạo thẻ div. Ok. Sau đấy các bạn mới xác định kích thước cho cái div. Kích thước ngang, kích thước dọc cho cái div. Đúng không ạ? Giả sử đây, cô sẽ tạo một cái div. Chưa? Đấy, cái này tạm thời cô để là cái box. Cô đặt là class bằng my box nhớ như vậy. Cô phải nhắc lại một tí về cái set s nha. Set s à? Set s thì để viết set s thì ta có đầu tiên ta phải biết nó set s là cái ngôn ngữ gọi là rule base đúng không ạ? Rule Rule based language. Được chưa? Đó. Rule based language. Thì rule based language là ngôn ngữ dựa trên các quy tắc. Ngôn ngữ dựa trên các quy tắc. Và nó sẽ mỗi cái quy tắc thì nó gọi là một cái rule. Một cái rule nó bao gồm như sau. Ví dụ H1. Nhắc lại ha, cái này các bạn phải lưu ý nè. Ví dụ như color 2 chấm red thì cái quy tắc của nó sẽ như sau, nó có 3 phần. Phần thứ nhất đang ở trước cái dấu móc nhọn ấy là chữ H1 á, ta gọi là selector đúng không ạ? H1 cái phần này nè, H1 nè, người ta gọi là selector, selector hay ta gọi là bổ chọn. Phần thứ hai nằm phía trong cái dấu mốc nhọn thì nó ok. Phần thứ hai thì phần thứ hai nó chia thành hai phần, đó là cái chỗ color thì ta gọi là property, cái này được gọi là thuộc tính, và cái red thì được gọi là value. Nó có ba phần như vậy. Và cái cặp mà property và value này nè, nó là một cái cặp cách nhau bởi dấu hai chấm. Thì cả cái này nó sẽ được gọi là một cái quy tắc, hay ta gọi là một cái rule. Thì một cái rule nó bao gồm selector và thuộc tính và value. Thì có thể có nhiều cái thuộc tính, ví dụ như border, thin, solid, red. Và các bạn sẽ thấy là như thế này. Cái value thì nó sẽ tương ứng với cái thuộc tính. Mỗi thuộc tính sẽ có những cái loại value khác nhau. Có cái value là màu sắc, có cái value là kích thước, có cái value của nó sẽ là độ mờ, độ bóng hay là một cái hàm chức năng nào đó. Ok. Thì một cái rule có thể có nhiều cái cặp value và thuộc tính và value, property và value. Và có những cái này là border ha, có những cái thuộc tính nè. Nó có nhiều cái value. Các value này nằm trong cùng một một hàng và nó cách nhau bởi dấu cách. Đúng không ạ? Thì ở đây đó là cách viết ngắn gọn. Ta gọi là shorthand. Shorthand. Cái này gọi là shorthand. Tức là viết ngắn gọn, viết tắt, đúng không ạ? Đúng ra thì ta sẽ có thể viết tách ra cái này. Hoặc là các bạn có cái margin. Đó, khoảng cách thì nó là ví dụ như là 10 pixel. Thì cái này sẽ là đơn vị đo lường. Ok. Đấy, mỗi cái loại thuộc tính thì nó có cái value riêng của nó. Đúng không ạ? Ok, thì cái này được gọi là một cái quy tắc.
Thì các bạn quan tâm cho cô nhiều, cái này thì các bạn làm nhiều các bạn sẽ quen. Bây giờ các bạn phải quan tâm đến cái selector. Selector chúng ta sẽ có, bữa trước là cô hướng dẫn các bạn ba loại thôi, nhưng mà có nhiều hơn ba loại nhé. Selector thì nó có các cái loại như sau. Một là tag, cái này là thẻ ha, ví dụ như là H1 hay là thẻ P rồi thẻ DIP vân vân. À, nó sẽ là các thẻ của cái HTML nhưng nó không có cái dấu móc nhọn này, đúng không ạ? Selector thứ hai đó là ID. ID cách khai báo của nó sẽ là dấu thăng lần trước như, hay là my deep chẳng hạn. Đó. Cái loại thứ ba là class. À, nó khai báo là có dấu chấm đằng trước, ví dụ như là my box hay là title. Thì khi các bạn mà sử dụng selector là thẻ thì tất cả những thẻ nào mà trùng tên với cái rule của ta thì nó áp dụng cái quy tắc mà các bạn khai báo ở phía trên. Cái này ví dụ như tôi đang khai báo là H1 thì tí nữa ở đây cô sử dụng H1 thì nó áp dụng quy tắc này. Nếu các bạn dùng cái ID, selector là ID thì các bạn phải dùng với cái thuộc tính ID của thẻ. Đó, ví dụ như cái này là bằng myDiff. Đó. Class thì các bạn dùng với thuộc tính class của thẻ. Ở trong HTML có đặc điểm là bất kỳ một thẻ nào cũng có thuộc tính class và thuộc tính ID hết. Cả thuộc tính style nữa. Ok. Rồi, vậy thì ID và class nó khác nhau cái gì? Ngoài cái việc khác nhau bởi cái việc khai báo này. Ok. Thì ID, lưu ý là ID là viết tắt của identify, nghĩa là duy nhất. Nghĩa là một cái quy tắc nó chỉ áp dụng duy nhất cho một thẻ nào khai báo thôi. À, duy nhất một thẻ thôi. Còn class thì áp dụng cho nhiều thẻ. À, bởi vậy tại sao mà khi cô tạo một cái box cô tạo class chứ không phải là tạo ID. Đây, khi tôi tạo cái box cho một cái thẻ nào đó thì cô tạo class tại vì nó sẽ áp dụng nhiều lần. Giờ tạo ID là nó không đúng. Đúng không ạ? Đấy. Ví dụ tao sang bài này. Người ta áp dụng cho nhiều nhiều cái box, nhiều thẻ, thành ra ta dùng class. Được chưa? Cô nhắc lại một tí nha. Đấy, cô bỏ cái này đi. Đấy. Đấy, bây giờ ta sẽ tạo cho cái box này. Cái này sẽ là chấm my box. Ok. Rồi. Ở đây cô sẽ đọc đặt kích thước cho nó. Đặt kích thước cho nó chiều ngang. Đâu rồi? Đây, chiều ngang và chiều dọc, width và height, các bạn thấy nó bằng nhau, width và height bằng nhau đúng không? Đây, cái này cô đặt là 200 200 đi ha. Đây, các bạn để là width 200 pixel, height 200 pixel. Và đây các bạn thấy nó có một cái viền, tôi thấy là cái border. Cô sẽ đặt là border thin solid gray màu xám. Rồi các bạn chạy các bạn coi nha, các bạn có cái deep của cô đúng không nha. Đấy, đúng chưa? Ok. Rồi, tiếp ha. Rồi. Cái này là cái div thôi. À, mới có cái nội dung thôi. Đã các bạn nhìn thấy nó bắt đầu nó thành thành cái box đúng không? Rồi tiếp nào. À, các bạn thấy tiếp nha. Ở đây các bạn thấy có cái bo góc nè. Bo góc nè. Ok.
Đấy, thì ta dùng cái bo góc, thuộc tính bo góc cho nó là border radius yes 5 pixel. Rồi chạy lại. Bo góc. Bo góc này hơi nhỏ. Thêm cái nữa là 10 pixel đi ha. Ok, được chưa? À, và các bạn nhìn thấy là ở đây nó sẽ có cái mờ mờ. Như có cái đồ bóng mờ mờ. Rồi, không, không có. Ok. Rồi tiếp. À, ở đây các bạn thấy có cái new cái chéo chéo này các bạn ạ. Chéo góc cái này nè. À, cái thằng này. Thằng này khó chịu ghê. Ok. Thực ra nó là một cái hình đó các bạn. Nó là một cái hình đấy. Ok. À, cái này không có tài nguyên. Không có tài nguyên thì thôi. Đây, mấy cái này là mấy cái hình. Các bạn để cái hình gì cũng được nhá. Hình quả tim. Hình đô la, 100 đô la. 100 đô la này thì không phải hình. Thì bây giờ làm sao mà ta sắp xếp được các vị trí như này? À, thì bây giờ cô sẽ hướng dẫn các bạn nhé, làm sao được sắp xếp được mấy cái vị trí như này. Đây, thứ nhất là cái hình và cái chữ là hai cái nội dung nè, cái chữ và cái hình, được chưa? Cái hình thì các bạn có thể lấy ở trên màn xuống. Thì các bạn lấy một cái hình nào đó, hình bất kỳ, image. Đây là cái này là gì ạ? Hoặc là cắt hình cũng được ha. Cái này là phone đi ha. À, hay là Samsung. Samsung. Đây. Cái hình bất kỳ. Đấy. Đây, save image. Rồi, ta đưa cái này là Samsung. Ok, PNG. PNG mình ghé chứ. Cái JPEG. Ok. Cô copy vào cái demo của ta. JavaScript image. À, hình ta có chứ nhỉ, hình như ta có nhiều hình rồi sao ta, cô coi lại chắc nha. Ôi rose quá trời. Ok, ở đây các bạn để cho cô một cái thẻ P, các bạn để cái chữ này nè, thẻ P để cái chữ này nè. Đó, France gì đó, đúng không? France picture. Picture. Như vậy. Ok. Có thể image. Đấy. Image. Ok, Samsung. Chưa? Đó. Rồi. Ok, các bạn chạy thử nha, xem nó là cái gì. Ok. À, cái hình này thứ nhất là nó vắng ra ngoài này, tại vì nó bự quá. Các bạn cho cái hình này vô trong. Đó, hình như cái hình này nó khoảng trắng hơi bị nhiều á. Sao vắng đây trời. Thu nhỏ cái hình lại, cô sẽ thu nhỏ cái hình lại nha. My box chấm my box cách một cái image. Width bằng tôi thì để 200 pixel hay là 190 pixel hay 190 pixel cái ha. Đấy, nó chạy nè. Thu nhỏ. Ôi trời, kính gì trời. À, sao cái hình bự ở hình
chờ có đất đi. Cái hình nó bị phiên bên ngang này nó bị ấy nè. Ok nó đi ha. Khoảng cách cao, khoảng cách chiều rộng nhỉ. Không. Tại vì nó có cả cái chiều rộng của cái thằng này nè các bạn. Cái bên ngoài một khoảng trắng của nó. Khoảng trắng nó có cái khoảng trắng đây nữa này, cái hình này này. Không tin các bạn thử bỏ đấy cái hình này. Bản thân cái hình này, thấy không? Thấy không? Đấy, nó bị vướng hai khoảng trắng hai bên này, cái hình này nè. Hình xấu á. Đấy cái hình xấu điên. Thôi kệ nó đi. Ok. Demo thôi, để căn giữa nha. Căn giữa thì My Box này các bạn để cho cô là Tech Align Central. Thì nó sẽ căn giữa. Đấy. Căn giữa. Được chưa? Căn giữa cả cái hình cả cái này luôn. Ok. Tạm thời vậy, được chưa? Rồi bây giờ nhá. Cái chữ mà cái chữ này này, cái chữ đô la này, 100 này. Thực ra cái này các bạn lấy cái hình cũng được mà lấy cái chữ cũng được, nhưng cô sẽ làm demo là cái chữ. Các bạn sửa cái phông cho kích thước lên thì nó sẽ ra được cái này. Cái này không nhất thiết phải là cái hình, được chưa? Rồi, cô để cái này trong thẻ P. Thẻ P. Ok. Rồi, cái này là đô la 100. Rồi, cái này cô để là cái class. Là cô để là price. Giá ha. Đây, ta sẽ có là chấm myBox. Cách cái chấm price. Ok. Rồi, có ai đặt câu hỏi là tại sao có cách cách này không? Có ai đặt câu hỏi không? Làm không hiểu là cứ hỏi nha. Rồi, chat quá trời. Cái gì ghê vậy? Bán hàng, trời ơi. Trời trời mấy đứa này. Ship về. Cái gì trời? 30 người hả? Có ai chưa được điểm danh không? La lớn. Hầu Lê hả? Lê Hầu có điểm danh không? Rồi Nó có được một gian. ok. Rồi quay lại đây nha. Ok, cái này các bạn. Đây các bạn sẽ đặt phông màu cho nó, được chưa? À đấy, cách lấy màu này. Đây. Cô học được cái kinh nghiệm lấy màu sắc. Đúng không? Các bạn có thể lấy màu cái này. Muốn lấy màu chính xác thì các bạn có thể dùng gói tool để lấy màu. Thật ra đây nó có rồi, kệ nó đi. Được chưa? Cô sẽ để mô này trước đi. Ok. Price, giá. Cô sẽ giải thích một chút về cái này nha. Cái này là cái class MyBox. Và cô cách một cái này là image. Thì nó sẽ áp dụng cho tất cả những cái thẻ IMG. Thẻ image nào mà nằm ở trong cái thẻ deep có class là MyBox. Đó là để dấu cách. Còn nếu như ở đây cô không để dấu cách mà cô để dấu phẩy thì có nghĩa là nó áp dụng cho cả MyBox và cả IMG, tức là có hai thẻ được áp dụng. Nhưng mà nếu như cô không để dấu cách mà cô để dấu lớn hơn thì ở đây sẽ là gì đấy ạ? Thẻ IMG là thẻ con của cái MyBox. Nhưng mà cái này là con trực tiếp, nghĩa là con đẻ. Còn nếu như đây, nếu như mà cô để dấu cách thì miễn là con thôi, cháu cũng được, nghĩa là nó ở ở trong mấy cấp cũng được. À nhưng mà để dấu lớn hơn hơn. Để dấu lớn hơn thì là cấp trực tiếp. À cái dấu này này là cấp trực tiếp. Ok chưa? Đấy. Thì lưu ý cái này nha. Ok. Rồi, cái này cũng tương tự như vậy. Tôi áp dụng cho cái thuộc tính price. Và thuộc tính price này là nằm trong cái thẻ thuộc nằm của trong cái class price, nó nằm trong cái thẻ mà nó là con của MyBox. Cái này để làm gì mà tại sao không áp dụng trực tiếp? Bởi vì sau này các bạn giả sử như các bạn có nhiều cái class nó lồng nhau, hoặc là nhiều cái thẻ
nó lồng nhiều cấp thì các bạn có thể áp dụng riêng biệt được, đúng không ạ? Rồi cái price này các bạn cho cái font size, size các bạn cho là 50 pixel hay là pixel pt cũng được. Rồi font color, các bạn để là dark orange hay là yellow đi, ok. Font weight bold, à nó sẽ ra ông này. Price ghê quá, trời ơi, 100 bự quá bự. Cái này các bạn để là 25 đi, 25 đấy. Nó đẩy xuống, nó giống cái hình đấy. Ok rồi, để cho cái khoảng cách này nó chính xác á thì cô sẽ để cái này. Ôi dạ, cô cần bấm luôn. Cô để cái này các bạn nhé. Sao à, machine auto đấy, nó có những cái khoảng cách, nó sẽ tự động nó sẽ co lại, các bạn thấy không ạ, chính xác hơn. À, tuy nhiên cái này nó sẽ bị nhảy. Okay. Đấy thì cái này nó nằm ở bên ở giữa, nó tự động nó căn giữa, bởi vì cả cái này là cô để nó là line center thì nó nằm giữa, thì cái này nè cô đặt nó nằm một bên, đúng không ạ, nằm một bên. Thì cô để là cái float left one F5 đó. Đây các bạn sẽ nhìn thấy là cái này nó sẽ bị sát quá, rất là xấu. Thì cô để cái thẻ ngoài cùng này nè, thẻ ngoài cùng á, à, là thẻ máy bốc, cô để cái padding, cái padding đấy, để khoảng 10 pixel chưa đấy, nó sẽ giãn cái này ra, được không ạ? Ok, được chưa? Kích thước thì nó hơi rộng một chút, các bạn cho cái này bỏ là chiều cao máy bót được. Hả, bỏ chiều cao máy bót là được. À, sửa cái chiều cao máy bót được chưa? Ok, được chưa? Rồi màu sắc không được chính xác lắm nha, các bạn cứ để vài kệ, hoặc là cô sẽ chỉ các bạn lấy cách lấy màu sắc nè, tức là các bạn muốn lấy màu gần dùng với cái màu cái các bạn mong muốn nè, thì các bạn nhấn F12. Các bạn vào element. Cái này không có, tôi sang cái web. F12 element. Có cái chỗ nào mà có màu element console. Ok, set add đâu. Color. Đây đâu rồi? Lấy cái color. Thấy chỗ nào nó màu thêm vào cơ. Hả? Đâu? Đúng color thì mình chọn màu. Đâu rồi? Không. Để cô chọn cái. Đấy, thấy cái box chưa? Cái box chưa? Đấy. Để cô lấy cái bút, bút màu đó. Đâu rồi? Không thấy cái nào có color hết trơn ta. Cái này cô vừa có thẻ color ở đây mà. Style. Đâu rồi? HTML. Body. Ây, không thấy. Để cái background ấy coi. Background thì cái color ở đây mà. Thấu hiển thị ta. Rồi box là cái background. Background color để white. Ok. F5. Sao
body inner, mở cái deep ra coi, thể image đây, đây có chỗ color đây nè đúng không, background color đây, đâu rồi cái bút của cô, đâu rồi đây, các bạn click chuột vào cái này nhé, các bạn lấy cái bút nè, được chưa, qua đây mất tiêu rồi cái bút cô, qua đây chọn cái màu, có thêm bên thẻ bên này luôn, không thấy có thêm thuộc tính lên cái này, cái này là cái mình sẽ PDF. chọn sẽ có CSS mình tự viết file cho Đây nó đây viết đây thêm đây nữa. đây 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 cái bút nha, đây chọn cái bấm cái bút nè, cái viết cái bút nè, sáng đèn chưa, rồi sáng đèn rồi nè, rồi các bạn chọn đây cho cái màu này, thấy chưa, có không, đâu có thấy đâu, Không hiện là cái bút đi. nó phải hiện ra cái bút cơ, bỏ cái này sáng đen ra ba, mỗi số kỳ vậy, tào lao, thằng này tào lao, thôi kệ nó đi, thôi lại sau đi mất thời gian quá, ok, hả? Orange. Ok, rồi, rồi tiếp nha, bây giờ những cái hình này nè, vấn đề là cái này thì dễ rồi đúng không? Bây giờ mấy cái hình này nè, các bạn muốn đặt nó đúng cái vị trí này, thì cô sẽ, tôi cô làm cái ba cái này trước nha. Đấy các bạn sẽ thấy là ba cái hình này nè, một, hai, ba, thì các bạn sẽ có một cách là các bạn để ba cái hình này vào chung một cái div, được chưa? Đặt cũng đặt quýt và đặt hay cho nó, chiều rộng và chiều cao cho nó. Đây ba cái hình đấy các bạn đặt cho nó một cái div. Div, các bạn để class là box icon chẳng hạn, box icon, ok, box icon, chưa, div. Trong div này các bạn để ba cái hình, đúng không ạ? IMG. Đấy, cô sẽ cắt một chút để các bạn lấy cho đúng cái hình nha. Đây, cắt thôi, cắt. Cắt cái hình, cắt ba cái icon, ok được chưa, thì cô sẽ cắt ba cái này, ok từ từ đây. Cần rồi đấy. Mở cái icon lên, icon của tôi đâu đấy, đây cô mở icon cũng vậy, cô muốn cắt này thì các bạn cắt cho dễ mà, đi xuống thôi, xuống bỏ đi. Đây cô cắt lại ha, cắt từng cái một, nó hơi lệch xíu kệ ha, hai cần một nè, add lưu trữ đây là quả tim, ok, hai cần hai là cái bức thư. Icon 3 là cái gì ạ?
giỏ hàng. Đây là giỏ hàng. Giỏ hàng, ok. Rồi cô copy ba cái icon này. 1 2 3. Ctrl C cô bỏ vào đây. My image. Hoặc là cô nắm cô kéo vào đây. Cô nắm bao này, cô kéo vào đây. Ok. Bao ông nhá. Được chưa? Đấy, cô sẽ để là SRC là cái image, xem là cái team. Image SRC. À, các bạn sẽ thấy nó sẽ khi nãy cô vừa nói các bạn đúng không? Xem là thư. Đó, image. À, RC. À, giỏ hàng. Ok. À, khi nãy là cô nói các bạn là à, lúc các bạn thiết, các bạn mà tạo set S cho cái thẻ image này nè. Đó, các bạn để My Box trực tiếp. Thì khi các bạn để trực tiếp thì những cái thẻ này nó không bị ảnh hưởng nha. Các bạn coi lại ha. Đấy. Ok. Ba cái này nó sẽ không bị ảnh hưởng, nhưng nếu các bạn ở đây không để cái dấu lớn hơn mà các bạn bỏ cái dấu lớn hơn đi để dấu cách. Các bạn nhìn nè. Thấy chưa? Mấy cái hình này nó bị ảnh hưởng theo. Tức là nó sẽ đúng bằng cái kích thước mà các bạn set ở trên. À, bởi vậy mà khi các bạn mà set cái set S cho các cái thẻ thì các bạn phải lưu ý. Tức là một là các bạn đặt riêng nó ra từng cái style riêng. Hai là các bạn mà tác động lên tên thẻ thì phải xác định thẻ nó nằm ở vị trí nào. Đấy, thì cô đang tác động là My Box, thẻ IMG. Cái thẻ IMG này là phải con trực tiếp, bởi vì cái này là có dấu lớn hơn. Đó. Rồi, bây giờ các bạn muốn mà tác động lên cái thẻ IMG này thì các bạn có thể có cái cách là như này. Các bạn dùng là chấm My Box cách cái chấm box icon. À, icon. Rồi các bạn cách hoặc là dấu lớn hơn thẻ IMG. Đấy, khi đấy nó mới áp dụng cho thẻ IMG của ta. Được chưa? Rồi, bây giờ cô sẽ xác định cái cô tạo cái thẻ div cho cái này nè. Đúng không? Toàn bóng tùm lum. Thẻ div cho anh này nhá là anh My Box và box icon. Ok. Đấy, thì cái này cô sẽ để làm width. Cũng phải để width hơi nhé các bạn. Width là để là cái để nhỏ xíu à, 15-20 pixel. Hay là để 60 pixel. À, các bạn thử coi nó là cái gì ha. Đấy, 20 nó bự ơi là bự. Cho nhỏ nhỏ tí đi ha. Không phải đâu, do cái hình bự đấy. Đây, cái này hình của ta là width để 20. Width để 20 pixel và height để 20 pixel. 20 pixel. Các bạn biết nó có đúng bự hay không, các bạn cứ đặt border ha là các bạn biết ngay. Đấy, cái hình nó nằm xíu đây. Rồi. À, cái anh này, cái div này các bạn thấy nó nằm ở vị trí này. Các bạn để cái border nhìn cho dễ ha. Border thin solid red đi ha. Tí nữa cô bỏ, cô để cô xác định cái vị trí thôi. Đấy, 60 60 mà nó vẫn bị dư nè. Cái hình, tại cái hình nó bị dư. Không sao hết. Rồi bây giờ cái div này nè, bây giờ cô muốn phải đặt nó góc này. Cái góc này. À, thì bây giờ ta sẽ liên quan đến khái niệm gọi là position, vị trí ha. À, ta sẽ thấy như này. Vị trí nè. Cái position, cái này là cô phải giảng ha. Position ta có 3 loại. 3 loại position. 1, 4 loại chứ. Normal hay ta còn gọi là hay là còn gọi là static. Thì cái này là cái giá trị ngâm định ha, giá trị ngâm định của position. Cái loại thứ hai là fix. Loại thứ ba là relative.
Thứ tư là absolute. À, absolute. Đấy. Thì cái normal là các bạn static là các bạn như là bình thường này. Các bạn để đâu thì nó hiển thị như vậy, nó hiển thị từ trên xuống dưới. Cái nào viết trước hiển thị trước, cái nào viết sau hiển thị sau. Thì anh này là bị nhảy lên đây bởi vì anh này float left. Float left được gọi là thả nổi. Float thả nổi. Thì anh này thả nổi bên trái. À thì đẩy anh này lên, cho nên hai anh này được ngang hàng. Nếu các bạn không để float left anh này thì anh này sẽ đặt phía dưới, anh này sẽ nằm phía dưới. Đúng không ạ? À các bạn nhìn nhá, nếu anh này mà không để float left, anh này không để float left, cô comment cái này lại ha. Thì các bạn thấy là nó sẽ thẳng, nó sẽ đẩy xuống dưới. Anh này bị đẩy xuống dưới, đúng không ạ? Vì anh này float left cho nên anh này được thả nổi lên bên bên phải. Ok. Thả nổi bên phải. À, nhưng mà ta không kê cái việc đó bởi vì anh này bây giờ tôi không muốn để đây, tôi muốn để nằm ở góc phải, giống như ở trong cái đề bài, tôi muốn nó nằm ở góc phải. Thì ta sẽ làm như sau. Bây giờ cái box này nè, ta điều khiển cái box này nè, cái box icon này nè. Đó. Ta sẽ định vị cái vị trí cho nó. Ta sẽ định vị cái vị trí cho nó, ta dùng cái position để đặt nó nằm đúng cái vị trí của nó. Ok. Đó. Thì muốn đặt nó nằm vị trí của nó thì ta sẽ không dùng được cái normal. À, cái fix tôi sẽ giải thích sau, cũng không dùng được cái fix. Mà ta dùng một là relative, hai là absolute. Thì trong tình huống này, cô sẽ dùng tạm thời dùng cái relative trước. Tí nữa tôi sẽ nói đến khái niệm absolute ha. Thì relative là gì? Định vị relative tức là tôi định vị tương đối. Nghĩa là tương đối là sao? Nó sẽ so với cái vị trí nó định hiển thị, đúng không ạ? Thì bây giờ tôi muốn nó nằm cách bên phải của nó. Nói chung là định vị mà định vị relative trong trường hợp này là các bạn sẽ hơi khó một chút. Đây thôi tôi có định vị relative trước đi ha. Đấy, thì tôi muốn ở trên này thì tôi phải so với vị trí định hiển thị của nó. Thì tôi sẽ cách phía trên, tôi sẽ từ cái vị trí thấp thế này nè, tôi đẩy lên trên. Đấy, top đẩy lên trên, tôi để top của nó tôi sẽ để là âm vì cái này là âm 60 pixel. Nhìn nha, định vị là các bạn, cái này là không phải là cái chốt cuối cùng của cô chỉ demo thôi nha. Đây, tôi đầu tiên là tôi phải set cái position của nó là relative đã. Được chưa? Tương đối đã, xong tôi để top cách cái phần đầu của nó đáng lẽ là ở ở đây. Đáng lẽ phần đầu của nó là ở đâu đâu đâu, từ từ nha. Phần đầu của nó đáng lẽ ở đây. Thì cách phần đầu của nó tôi sẽ đẩy ngược lên, thế nào ở trên này. Thì tôi để âm khoảng là âm 60 pixel chẳng hạn. Đấy ha. Âm 60 pixel. 60 pixel. Đó. Left. Left thì bằng của ta là left bên trái của nó thì nó nằm khoảng dương ha, tôi đẩy sang bên này mà. Đây là khoảng 200 pixel. À 100 pixel. Ok. Chạy thử nha. Ồ, hơi lệch thấy không? Hơi lệch. Cái này thì gần đúng, còn cái này thì hơi sai tí, cho nên tôi sẽ giảm cái này xuống còn âm 20 pixel đi ha. Các bạn nhìn nào. F5. Đấy. 30. Ok. F5. Rồi, left thì tôi trừ một tí. 190 pixel. Đấy, nó đẩy đẩy sang bên phải tí. Ok. Đó. Được chưa? À nó đúng cái vị trí các bạn mong muốn. À nhưng như vậy thì cũng không hay lắm đâu, đúng không ạ? Rồi. Bây giờ cái phần góc bên trái, bên phải này cũng tương tự nhá, cũng tôi cũng tạo một cái deep để tôi để cái hình. Cái deep vuông này nè, để tôi để cái hình, tôi cắt cái hình này chắc chắn tôi sẽ cắt hình vuông. Đúng không ạ? Đây, giả sử cô cắt cái hình này. Cái này là news đúng không? Cô sẽ cắt là cái hình vuông. Được chưa? Ok. Ừ, hơi xấu ha. Cắt lại đi. Nó có cái gạch, tôi sẽ cắt phía trong một tí. Nó hơi xấu tí kệ nó. Đó. Không sao. Đó. Cái new tạm thời vậy đi. Được không? Hơi xấu. Đây, cái new. Ok.
copy cái new vào. Thì cô cũng vậy thôi các bạn. À, cũng vậy thôi, cái new này cô sẽ đẩy làm cái div nữa. Cái div này các bạn cũng đặt là cái news. Cái div class. Tất cả cái gì liên quan đến box các bạn đặt class hết cho cô nha. Box new. Ok. Trong này các bạn cũng đặt cái hình. Ok. Cái này sẽ là new như vậy. Và các bạn cũng định vị cái vị trí phía trên của nó. Đây, cái này tí nữa cô làm sau cái new này. Cũng cho kích thước rồi cũng đặt ở góc phía trên này. Ok. Được chưa? Rồi. Chưa? Chưa? Thôi cho nó vô đi cho nó đẹp. Để ngoài bơ vơ quá. Rồi, cô để cái này nhá. Chấm mybox chấm box new. Đó, cách một cái image. À, cái này tôi để cũng để kích thước là không không kích thước khác ạ. Kích thước là vừa hơn. Width là như là 25 30 pixel hay 30 pixel. Đúng không? Rồi ta sẽ đặt cái div của nó đây. Cái div bao cái này. Cái này bỏ cái hình này đi. Đấy, tôi để cái border. Border thin solid. Thì tôi bỏ cái border ha. Thì cô bỏ cái border ra nha các bạn. Ok. Đấy, cái new mô hình nhỏ xíu. Rồi, cô sẽ cho nó nằm ở cái góc bên phải này. Đúng không? Đấy. Ui. Rồi, cô sẽ đo cho nó nằm ở cái đây, cũng position cũng để relative, relative hết nha. Như cách này không hay nha. Top của cô đẩy lên hơi xa đấy các bạn. Đẩy lên là trên góc trên cùng. Âm là 200 pixel. Left rồi, chạy thử ha. Năm. Đấy. Thấy chưa? Nhưng mà nó cũng không được chính xác lắm. Các bạn thấy không? Âm 210 pixel. Các bạn thấy nó sẽ căn rất là chệ, cực và cái này sẽ dễ bị lỗi ha. Cô sẽ giải thích tại sao bị lỗi. Led bằng đấy, sau này nó nhảy kích thước mà thay đổi nó sẽ dễ bị nhảy rất là xấu, đúng không? À, tạm thời vậy ha. Ok, rồi bây giờ cô sẽ bây giờ như này, vấn đề ở chỗ là chúng ta sẽ không có một phải một cái box này mà ta sẽ có nhiều cái box, 1 2 3 4 5, nhiều cái box. Ok, ta không có một cái box này mà nhiều box. À, thì bây giờ cái này cô đổi cái màu orange cho giống như bần hầu, cái này nói cho nó đỡ chói lòa ha. Yellow thành orange. Orange. Đó. Cho màu đỡ chói. Ok. Rồi, thì bây giờ các bạn copy nó ra. Copy cái này ra nhiều box, đúng không? À, các bạn nhìn thấy là cô chỉ copy cái nội dung thôi. Còn cái phần mà CSS thì giữ nguyên. Đấy, cô sẽ copy nhiều cái box này. Được không? Ctrl C V O Z. Bị nhầm. Copy C V. Đấy, được hai cái box rồi. À, nhưng mà các bạn thấy là nó bị đẩy xuống. Nó không nằm ngang. Thì muốn nằm ngang thì cả cái box này nè, các bạn phải flat left để thả nổi. Ông này thả nổi thì ông này mới đẩy lên trên, đúng không ạ? Thì cả cái box lớn này, khi my box này cô phải để là flat left. Đấy. Ok. Được chưa các bạn? Được chưa? Rồi các bạn mà muốn nó cách cách một xíu. À, mà không có liền mạch. Đây, cách đây khoảng 5 pixel. 5 hoặc 3, 3 pixel đó. Đó. Thì các bạn để cái margin. Margin ở trong cái này. Margin. À, khoảng 3 pixel. Đấy, F5.
Thấy chưa? Đấy, một bên 3x3 thì nó đầy lên thành khoảng 6 pixel một bên. Đó. Và các bạn có thể copy và đổi nội dung thôi. Đổi nội dung thôi. Ok? Đó. Thì bây giờ ta sẽ giải thích một chút nha. Một chút nào. Cô sẽ giải thích một chút về cái khái niệm là cái position, đúng không? Cái đấy nói đến cái gì nhỉ? Đây, đây, giải thích cái margin và cái padding và cái margin nhé. Thì các bạn sẽ lưu ý như thế này nào. Các bạn có hai cái thuộc tính property cực kỳ quan trọng để các bạn xác định cái làm cái box hoặc là định vị hoặc là các bạn bố trí cho đẹp, đó là cái padding và margin. Đây, từ nãy giờ các bạn thấy cô dùng đúng không ạ? Thì cái padding là gì? Khi padding là khoảng cách, ví dụ cô áp dụng cho cái thẻ box này, đúng không? Thẻ box, my box. Thì nó là khoảng cách giữa cái my box, padding ha, là khoảng cách giữa my box và gì ạ? Đây. Nó là khoảng cách giữa cái my box và cái nội dung của nó. Đây cái khoảng cách này nè. Đây khoảng cách này nè. Đây. Cái này chính là cái padding. Là khoảng cách giữa cái viền của cái my box và cái nội dung. Cái chữ đô la 100 và chữ franc này nè thì nó chính là cái nội dung, hiểu không ạ? Thì nó chính là khoảng cách giữa cái gọi là người ta gọi là khoảng đệm á, khoảng đệm padding giữa cái viền và cái nội dung của nó. Cái này nó là 10 pixel, đúng không ạ? Còn margin là sao? À, margin mà khi cô áp dụng lên cái box này thì nó là khoảng cách giữa cái viền của cái my box, viền của my box và cái bao của nó là cái khoảng cách phía ngoài. Đây khoảng cách phía ngoài. Đó, cái này gọi là margin. À, margin. Ok. Ok. Đó, thì ta có hai cách để lấy khoảng đệm, một là margin, hai là padding. Thì nhắc lại nha. Cái margin là khoảng cách giữa cái border và cái bao phía ngoài nó, à khoảng cách phía ngoài. Đấy, giả sử cái này là cái body là bao thì nó khoảng cách đến cái phần body, hay là cái hai cái box này cạnh nhau thì khoảng cách giữa hai cái box. Một cái này là ba, cái bên cạnh cũng ba, tổng của nó cái này là sẽ sáu. Đó vậy. Đấy, còn padding là khoảng cách giữa cái bộ đệm, khoảng đệm, khoảng cách giữa cái viền và cái nội dung của cái thẻ box. Ok chưa? Đấy. Hiểu không? Cái gì tự nhiên nhảy sang đây trời. Sao có quảng cáo gì? Hiểu không? Hiểu không? Rồi quay lại lớp cái lớp buồn quá. Hiểu không mấy đứa ơi? Mấy bạn ơi, hiểu không? Đói bụng trời, giờ này đói bụng gì ông ơi? Dạ sương sương. Sương sương. Sương sương là cái gì? Ok. Yes. Trời ơi, Khoa ơi là Khoa. Khoa ăn hủ tiếu không? Rồi. Trời ơi, Thanh Nam. Gì chơi? Hà Văn Hùng. Hà Văn Hùng chưa được điểm danh hả? Chưa được điểm danh nói nha. Hùng đâu? Nhắc cô không cô quên. Lâu lâu phải like các bạn không các bạn ngủ quên mất. Hùng. Hà Văn Hùng chưa được điểm danh nè. Im ru. Rồi ao rồi. Nhắc cô không hết giờ. Ok. Hùng, Hùng, Hùng. Ai chưa được điểm danh nữa nói nha. Ông nào mà đang học ao ra ngoài cũng nói nha. Để tôi hủy điểm danh nha. Tôi điểm danh ngược lại nha. Rồi, Hà Văn Hùng cập nhật rồi nha em. Ui. Ui, hôm nay như thế là được rồi hả?
Ghê. Cô có ghi lại, bạn yên tâm ha. Hơi khó hiểu xíu hả? Trời ơi. Có ai chưa được điểm danh nhớ nhắc ha. Trời, đây là với cái phần dễ thôi đó. Cái phần này là cái box này đang dễ đây. Mấy kiến thức này là kiến thức đang cơ bản hết đấy. Ok. Đấy, cô vừa giải thích cái thuộc tính margin và thuộc tính padding ha. Tại sao để nó vào? À, tại sao để padding? Tại vì xấu quá. Tại vì là nó xấu quá tôi phải để padding thôi. Tại vì cái nội dung nó sát quá với cái ông này. Nội dung nó đẩy sát quá cô phải để padding. Rồi, thì coi như là các bạn đã định vị được một cái giao diện, một cái box giống như gần giống như trong này. Bởi vì mình không được hình gốc cho nên là nó sẽ hơi xấu. Các bạn có thể làm một cái riêng của mình. Thì các bạn có những cái hình riêng của các bạn thì làm cho nó đẹp nhá. Rồi, bây giờ cô khi nãy vừa nói đến cái relative thôi. Cái relative thôi. Mà định nghĩa relative nó cực quá. Bây giờ cô quay sang absolute nè. Ha. À, absolute xem nó hay chỗ nào hay là các bạn tại sao dùng absolute mà không dùng relative nha. Rồi. Tạm thời cái code này cô để đây. Cô tạo một cái bài khác. Ha, để cô lấy đúng cái này nhưng cô sẽ đổi một chút. À, anh này cô demo cô bỏ đi. Cái này thôi kệ đi. Rồi. Ok, cái này không không dùng tới không sao. Rồi, cô Ctrl A, Ctrl C, cô new một cái mới. Ok. New file. Bài 7. À, version 2.html. Ok. Rồi. Cô sẽ chạy ông này. Đây. Ok. Bây giờ hai bạn này ta sẽ để như này các bạn theo dõi nha. Ok, quay sang cái này, version 2 nha. Các bạn bỏ đi một đồng chí đi. Đấy. Thì nó vẫn chạy bình thường. Đúng không? Rồi, bây giờ nhìn nào. Bây giờ cô sẽ không cái định vị cái anh này như thế này nữa mà cô sẽ định vị nó theo dạng là absolute ha. Absolute là tuyệt đối. Tuyệt đối thì là có nghĩa là gì ạ? Đặt nó nằm đâu nó nằm đấy. Đúng không ạ? À. Bây giờ cô sẽ đặt cái anh này à, cách nhìn nha. Cách cái góc bên trái. Cái này là 200 pixel đúng không? Thì cô cách cái bên trái là 200 mà trừ cho 20 pixel là khoảng 180, 180, 175 pixel. Ok. Các bạn nhìn nào. Đâu? Box icon đây. Cái này cô không để là relative mà cô để là absolute. À, absolute. Và top của cô là cách phía trên. Cách phía trên là nó là 109 trừ cho 60 là nó khoảng là 130, 125, 130. Đấy, top là 130. Left Phải là đỡ cô lên hả? cái bên phải cô nó đỡ lên số Từ từ bình tĩnh. Xong cái này mới mới ấy thôi. 180. Ok. Đấy. Ui. 90 đi ha. Sao mà nó lép mà nó kinh rồi đó. Còn cái của cái thằng này của cô đâu mất tiêu, cái hình của tôi đâu mất tiêu đó. Còn cái hình này cô cũng để là absolute. Top của cô là để 10 pixel, lép của cô là cũng 180 pixel. Không này không chạy đúng tiêu rồi. Đây. Ok. Đấy. Thì nó cũng gần giống. Cô làm áng áng thôi tí nó đổi nhá, tí nó đổi sau. Nó cũng tương tự như vậy nhưng cái này là tôi định vị vị trí tuyệt đối. Thì bây giờ cô copy ra nó gặp vấn đề gì nè các bạn. Cô copy ra. Đây, Ctrl C, Ctrl V. Nhìn nhá. À.
cô copy ra các bạn thấy là nó không có 219 này ở bên này, thấy không? Bởi vì sao? Bởi vì là cô khi định vị cái absolute cho anh box icon và anh box new thì nó cố định vị trí luôn này, cố định vị trí luôn rồi. Thực ra cái này là hai cái nó chồng nhau đấy các bạn, có hai cái news này nhưng nó bị chồng, tại vì xác định vị trí nó bị chồng. Thì trong tình huống này nếu các bạn áp dụng absolute thì không được. À, các bạn sẽ nghĩ ngay là không được absolute thì tôi phải làm relative, nhưng chưa hẳn như vậy, đúng không? Bây giờ ta sẽ quay nha. Bây giờ có một cái lý thuyết của absolute là như này: nếu anh ngoài anh bao nó mà là đặt relative hoặc là absolute thì anh trong nó sẽ absolute theo cái anh ngoài. Còn bình thường bây giờ nó đang absolute theo cái body. À, nó đang absolute theo body. Nghĩa là có cách không 10 pixel là 10 pixel so với cái body. Hiểu không ạ? À, như vậy thì tôi di chuyển cái noise box này đi đi nhiều nơi thì cái hai cái absolute của tôi là nó vẫn cố định. Tại vì nó nằm theo cái body thôi. Thì bây giờ có một cái quy tắc như thế này. Nếu như anh box bao ngoài hai cái ông này mà để absolute hoặc relative thì nó sẽ absolute theo cái box. Bây giờ tôi chỉ cần đổi cái box này thành cái relative thôi nha. Đây, cái box này cô để cái position để relative thôi, không cần để top hay left. Tức là tôi chỉ để nó là định vị tương đối thôi, không cần top hay left, đúng không ạ? Thì các bạn chạy lại nè, khác chưa? Được chưa? Và cái này tôi sẽ định nghĩa theo như Bần Hầu nói á, tôi để là bottom và right, cái này là để định vị theo top và right. Cô sửa lại một chút nha. Cái new cô để top và right, top cô để 0 pixel và right cô cũng để 0 pixel, right. Ok, các bạn nhìn thấy nó sẽ nhảy nè. Đó, nó đẹp hơn đúng không ạ? Nó đúng ý của mình hơn đúng không? Bây giờ cô bỏ cái border đi. Cái border ghê quá. Đây. Cái border này ghê quá. Ok. Đó. Để nó đè một xíu, kệ nó đi. Các bạn muốn nó không đè mà muốn cái border ở ngoài nó nằm ở trên thì có một cách. Tức là tôi để cái Z index cho anh này đẩy xuống dưới. À, anh này cô để là cái Z index cô để là ví dụ như -1. À, nó sẽ đẩy xuống dưới. Nó mất luôn các bạn ạ. Tại sao? Tại vì cô để cái background của ông này. Xóa cái background đi. Màu trắng nó sẽ không ẩn nha. Đấy. F5. Được chưa? Tại vì cô để background màu trắng cho nên nó đẩy nó ẩn luôn cái dưới, nó đen nó ẩn luôn cái dưới. Vậy là cái đường viền của cô là bị nổi được nổi lên trên rồi. Ok. Đấy. Vậy các bạn thấy là nó sẽ có ba cái tọa độ nữa các bạn. Đúng không? Tọa độ là top là tọa độ y, right là tọa độ x và z là tọa độ về chiều sâu, giống như không gian ba chiều vậy đó. Sâu tức là chỉ định là một cái đối tượng nó đứng trước hay đứng sau một cái đối tượng khác, được chưa? Và tương tự các bạn có thể sửa ông này, được chưa? Sửa cái anh này thì các bạn để nó là cũng để là relative và anh này top, ta không để top mà ta để bottom phía dưới, bottom để là cách khoảng 5 pixel đi, -5 trước nhỉ, 5 bottom -5. Ok, đẩy lên ha. Ê, gì kì vậy? Right. À quên, xin lỗi, để absolute chứ. Có nhầm. Vẫn là absolute, quên. Sorry. Bottom, 5 pixel, đúng rồi.
cách 5 pixel cô đề nhầm, làm nhiều quá. Cái này là 15 pixel đó. Rồi right, right đúng không, không cần left, left nó số lớn quá. Right để là 10 pixel đi ha, cách cái phần phải 10 pixel đó. Vậy đó, bỏ cái border nó đi. Ok đó, đó được chưa, nó lành chưa? Vậy thôi đó các bạn. Vậy thì với tình huống này các bạn nên đặt cái bao nó là relative, còn cái nội dung ở trong các bạn để là absolute, và nó sẽ định vị vị trí theo cái inbox ở ngoài. Ok, các bạn thấy rất dễ định vị hơn cái lúc nãy đúng không? Đấy, hai cái nè. Đấy, cái anh này thì nó định vị khó hơn các bạn, căn chỉnh nếu mà cái này các bạn căn chỉnh không cẩn thận là nó lệch tùm lum đúng không? Ok, còn anh này thì ta căn chỉnh nó dễ hơn đúng không ạ, đẹp hơn, dễ hơn đúng chưa? Ok rồi, ổn 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 không, ổn không các bạn, hiểu không? Ai không hiểu chỗ nào hỏi liền nhá, cái định vị này nó quan cũng tương đối quan trọng, không hiểu hỏi nhá. Rồi tôi vừa đi cái nó chát quá trời, trời ơi ăn dưa hả? Lại là dưa hấu à? Bán dưa hấu không mấy đứa? Tuấn Kiệt left. Ok, ship cho cô hai trái dưa hấu nha. Ok. Rồi, có ai hỏi gì không? Thắc mắc gì không? Hỏi liền. Hỏi ngay, hỏi ngay. Rồi, nếu không... Thanh long không hạt, thanh long mà không có hạt hả? Trái để trái thanh long quỷ hả? Thanh long gì mà không hạt trời? Ok. Chưa? Trời ơi, chán quá trời, tiếp nha. Rồi, về nhà các bạn làm tiếp cái phần assignment. Assignment tiếp cái phần này cho cô ha. Đấy, dùng cái box nè. Position là định vị các cái box của mình nè. Ok. Tiếp. Ok. Rồi, ta sang tiếp cái phần này. Rồi. Rồi. Đó. Vậy lưu ý cho cô, bóc các bạn lưu ý mấy cái nè, tạo cái deep nè, tạo width nè, tạo height nè, chưa? Rồi position nè, rồi margin nè, padding nè, rồi background color nè, rồi màu nè, rồi còn một cái nữa làm cho nó đẹp hơn nữa nè, chỉ nốt nè, chỉ nốt để sang cái khác nè, đâu rồi? Rồi, chỉ nốt cái này nha. Cái box ngoài khi nãy các bạn thấy nó hơi bị cứng nhắc, nếu các bạn dùng cái border thì thay vì dùng border ta dùng cái box xa đầu. Cô dùng cái box xa đầu. Ok. Box xa đầu thay vì cái border. Tôi để 0 0
để khoảng 3 pixel. Cái này là độ mờ, cái này là để gray. Ok. Ok, chạy thử ha. Chạy nè. Đấy, nó cũng tạo box, tạo cái border. Những cái border này nó mềm mại, hiểu không ạ? Nó không cứng nhắc như cái border bên này. Đấy nhá, cái này là một cái nét đầm nè, cứng nhắc nè. Còn đây là một cái nét mờ, border. Các bạn muốn nó cái việc đồ bóng này nó mờ, nó đẹp nữa thì các bạn để khoảng, nó đồ mờ nó là để khoảng 5 pixel. Đồ mờ là để khoảng 5 pixel chẳng hạn. Đấy. Ok. Đấy, nó nổi lên thấy không? Nó khác nha. Khác nè. Thấy chưa? Ok. Thì thay vì cái border cứng thì các bạn có thể dùng cái box shadow. Cái box shadow nhưng các bạn không để cái đồ bóng theo chiều ngang và chiều dọc mà các bạn để đồ bóng mờ, đồ mờ của nó thì nó sẽ làm cho cái box các bạn đẹp hơn. Ok chưa? Alright. Ổn không? Rồi tiếp. Xong. Cái phần này đến cái phần là ta dùng cái menu, làm cái menu. Menu. Đây. Nhắc đến menu thì ta nhắc đến cái UL và LI. Đó, ta là có danh sách đúng không ạ? Ta có danh sách có 3 loại, đó là UL là unorder list. Cái OL là order list và DL là definition list. Thì cái unorder list tức là nó không có thứ tự. Đúng không ạ? À thì nó là đây, dấu nó dùng cái icon. Icon này thì có thể là dùng icon có sẵn hoặc các bạn lấy một cái hình. Ô có đau vai quá, lấy một cái hình ở ngoài. Đúng không ạ? Các bạn chèn vào làm cái icon của nó cũng được, làm cho nó đẹp. Danh sách có thứ tự thì nó là 1 2 3 4 5 6 hay là ABCD hay là gì đó ha. Còn cái định nghĩa tức là ở đây giống cái khái niệm dưới là định nghĩa, khái niệm định nghĩa, khái niệm định nghĩa vậy. Đúng không ạ? Ok. Đây danh sách. Danh sách này thì dễ ha. À, cô nói lướt thôi, các bạn về làm về từ demo nha, không demo. À nhưng mà người ta có một cái danh sách, tức là dùng danh sách để các bạn tạo menu. Tạo cái menu. Đây. Dùng danh sách để tạo cái menu. Đâu rồi, cái menu của tôi đâu rồi? Position. Position. Đây. Đấy các bạn, để position này. Dùng danh sách để tạo cái menu. Đúng không ạ? Dùng danh sách để tạo menu. Ok. Cái này có rồi. Chưa? Đấy thì ta coi cái bài lab của ta nha, bài 7 ha. Đấy, cái menu. Đây. Được chưa? Đấy, cái này là cái menu đứng hay là gọi là menu dọc. Đúng không ạ? Tạo menu xong cái này hover. Được chưa? Và dùng UL. ULLI. Được chưa? UL là thẻ bao của nó. Còn LI là thẻ mỗi mỗi cái ngang này nè, mỗi cái dòng này sẽ là một cái LI, là cái list. Đó, cái này là danh sách, một cái này là một cái danh sách con, một cái list con. Đó. Thì các bạn để tạo cái này á thì các bạn cũng phải dùng cái position để các bạn tạo ha. Đó, có nhiều cách lắm nhưng mà cái này là một cách thôi. Nó cũng phải định vị các cái con. Các bạn phải đầu tiên là danh sách thì nó nằm dọc, ok. Nằm ngang các bạn mới phải chuyển lại, còn nằm dọc các bạn để nguyên. Cái icon này nè, là các bạn sẽ lấy cái hình ở ngoài các bạn đưa vào. Đúng không ạ? Cái icon này nè, là các bạn phải lấy cái hình. Có cái hình nhá. Đấy, hình này các bạn lấy cái hình nào cũng được. Ok, đưa vào. Đó, và các bạn phải thiết lập cái background. Khi hover, khi đưa con trỏ vào thì nó sẽ đổi từ cái background màu trắng. Các bạn đổi thành cái background màu đỏ cam. Cái hai nữa là cái border này nè các bạn. Cái border các bạn thấy là có cái border ở dưới clip này nè. Thì cái border bottom á, nó sẽ là gạch 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 đúng không? Thấy không? Gạch gạch gạch. Còn cái bao phía ngoài nó là khi nãy cũng để cái box shadow giống khi nãy, cũng để border radius bình thường. Ok. Thì trong này nó hướng dẫn rồi. Hướng dẫn tương đối dễ. Thế nên bây giờ các bạn chỉ cần làm thôi. Bây giờ cách làm như sau.
Đầu tiên là các bạn dừng cái menu đứng, nó gồm 1, 2, 3, 4 cái, đúng không ạ? Thì ta sẽ làm cái menu. Cái menu, từ từ nha, cô sẽ bố cục cái anh này coi. Cô sẽ để cái cả cái clip này nè, cái menu ở bên trái hay bên phải ta, có cái slide ha, slide ha, đây, menu cô sẽ để bên phải, đấy, menu sẽ để bên phải, còn cái nội dung cô để bên trái, thì cô sẽ tạo cái clip như này các bạn, đấy nha, cô hướng dẫn để các bạn bố cục luôn, cách bố cục luôn, đây, cô dùng cái bài này luôn, cô sẽ tạo cái clip, chứa cái content. Clip cái này có để ID, bởi vì cái bố cục mà không phải là box mà bố cục, nên là cô để là ID content. Ok, cái clip, đóng cái clip lại chưa. Trong cái clip content này thì cô sẽ có một cái clip nữa, đúng không? Cô sẽ có một cái clip nữa là chứa cái nội dung. Cái này cô để là main ha, cái này để là main. Còn cái này là cô để cái nội dung, cái clip ID là content, nội dung. Đấy, cô bao cái nội dung của cô, bao cái nội dung này. Đó. Và một cái clip nữa ngang hàng với cái clip nội dung này các bạn nè, clip ngang hàng này nè, là cô để cái clip ID là để cái menu, left menu. Hoặc là cô lấy luôn cái ID của cái, thôi để cái này đi. Ok. Đó. Rồi. Bây giờ cô sẽ bố cục cho anh này ha. Bố cục cho anh này cái main nhá. Đây cái main nè. Cái box để chúng nó rối quá. Ok đi. Cô sẽ chỉ các bạn tách sau. Cái main, thằng nào main. Cô sẽ để là cái width là bằng 100%. Cái height, cô tạm thời cô để là 500 pixel thôi, các bạn nhìn cho dễ. Cái border thin solid red. Ok. Để các bạn nhìn thôi nha, các bạn chạy nè. Đấy. Cái của cô đây. Khiếp. Làm sao mà nó để 100% nó bừa dữ, 1200 pixel đó. Ok, được chưa? Cái clip 1200 pixel cái này. Rồi cái này cô chia của nó, chia cái này đến bên phải, cô chia nó thành hai phần, đúng không? Cái clip bên tay trái là clip content, clip bên tay phải là clip left menu, đúng không? Clip bên tay trái là content, cô để là content main content, có để nó là width là 1000 pixel. Ok, 900 pixel đi. Đó, hay 100%. Ok, để cái border để nhìn cho dễ ha. Border thin solid gray. Ok, thì nhìn cho dễ thôi chứ không có gì hết. Đó, ống này nó tự động căn giữa nè. Rồi các bạn lại để cái mã, cái lại cái led menu nè, được chưa? Main led menu. Ok, cô để cũng để cái width như vậy, cô copy ha. Cái width nó nhỏ hơn, cái width nó sẽ là 300 pixel, cái này khoảng 208, tại vì cô để dành cho mấy cái border tùm lum nữa, cho nên để cô không để nó tràn ra hết. Cái này cô để là green. Ok, được chưa? Chạy, các bạn thấy là nó sẽ bị đẩy xuống. Cái right, cái left, cái right menu chứ, cô nó đặt left rồi kệ nó đi. Đó,
cái right menu này, cái bên tay phải này nó bị đẩy xuống dưới. Thì các bạn giống khi nãy ha, bình thường về nguyên tắc một cái div là nó sẽ chiếm hết toàn bộ một cái không gian phía ngang, cho nên là muốn mà đẩy một cái div khác lên thì ông này là phải float thả nổi. À, cho nên hai ông này các bạn không thể thiếu là float left, thả nổi cả hai ông đấy, float left đó, thả nổi thì ông nó sẽ đẩy lên đó, nó đẩy lên, thấy chưa? Cái này giữ một miếng kề đó, được chưa? Để cho nó khỏi bị đẩy xuống. Cái này nếu mà không đủ chỗ nó cũng bị đẩy nhé các bạn. Đây phải đủ chỗ, đúng không? Quýt cái này là 1.200, thang này cộng lại phải đủ chỗ nó mới không đẩy. Nếu không nó cũng bị đẩy xuống. Đó, cô đã tạo một cái giao diện rồi. Thì bên tay phải này cô để thế, để cái menu. À, đây hướng dẫn các bạn cách cái bố cục luôn nhé. Cô sẽ để cái menu vào đây. Đấy, cái menu của chúng ta này, cô để vào đây. À, cái này copy cho nhanh nhé các bạn. Đấy, Ctrl C. Mã HTML cô đẩy vào đây. À, đẩy vào cái left menu. Ok. Chưa? Đó. Đây, chạy. Nó không có gì đâu, tắt cái này đi ha. Nó chưa có CSS thì nó chưa ra cái gì hết. À, nó là một cái list bình thường. Cái list này nó, cái này là thẻ A thì nó có cái chân ở dưới. Và cái list này là cái dấu chấm bình thường. Đấy, các bạn phải dùng CSS để các bạn định dạng đó. Rồi, bây giờ ta xem cái CSS nào. Cái V menu này người ta set là padding 0, margin 5, list style none. À, border radius là để ở cái bo góc á, 3 pixel. Và box shadow các bạn thấy không? À, để 2 pixel và gray. À, bây giờ cô sẽ để cái này nha. Các bạn nhìn nhiều bạn copy xong à, bị lỗi. Cô sẽ hướng dẫn tại sao các bạn bị lỗi. Đây. Nhìn nha. Đây copy xong. Đấy, bạn nào gõ dễ tại vì cô lười gõ. Đây. Cái V menu này nó nằm trong cái left menu cho nên các bạn có thể đặt là như này. À, thăng left menu. Đấy. Cách một cái V menu. Rồi, enter xuống dòng. Cái padding, à, các bạn để là 0 pixel. À, nhiều bạn là để cái chữ pixel ở đây. Lỗi, không có cái pixel nha, mà là px. Cho nên bạn nào để 0 pixel là lỗi. Copy vào đây. Sửa. Nhanh. Ôi giời. Đây. Ok, cái này là để 5 pixel. PX gõ nhanh hơn nữa. Pixel. Rồi, nhớ là cách nhau bởi dấu chấm phẩy, list style bằng 5 chấm phẩy. Rồi border radius để là 3 pixel. À, các bạn để cái này là PX chấm phẩy. Rồi border shadow, box shadow. Box shadow cái này các bạn nói, cô nói các bạn rồi ha. Đó, để như này nó sẽ à, có cái viền viền nó mờ mờ nó đẹp. Ok, chạy lại các bạn coi ha. À, đấy nó được cái này rồi, cái viền này rồi, được chưa? Cái này để nâng cho nên là nó sẽ mất cái list style icon này, cái chỗ đằng trước ạ, là nó sẽ mất luôn cái tròn tròn phía trước. Ok, rồi bây giờ các bạn tiếp nào, chưa đủ, tiếp CSS nha. Với thẻ A nó sẽ là cái gì? À, quá trời quá đất. Ok, copy ha cho nó. Ok, đây chỗ này thẻ A, V menu thẻ A, đóng cái thẻ A lại. Background, à, background để cái URL URL này nè, có bullet hover mà tôi đâu có cái này đâu. Cho nên là chỗ này là no repeat để background. Đấy, không có ông này. 10 pixel. Center. À. Thì bây giờ cô sẽ làm luôn cho các bạn nè. Để các bạn keep. Cắt cái ông này đi, snipping. Lên màng lấy cũng được nhưng phải cắt đi. À đây. Cái băng lịt này, đấy, cái thằng này nè các bạn,
cắt đi ha. Không phải cái hình này, có một xíu đồ bóng. Ok. Đây là băng lịt. Đây. C. Đấy, ok. Rồi, copy ông này. Kéo vô. Để trong thẻ IMG. Ok. Đây. Ok, thì nó sẽ là image xẹp. Cái này không phải là GIF mà PNG. Ok. Display. Display block. Cái này có cái này nha, nếu display là none là nó ẩn nha các bạn, nó không hiển thị. Nó mất luôn. Border bottom. Thấy không? Cái này chỉ để border bottom thôi, một pixel. Dotted và orange. Color màu cũng orange. Font variant. Font variant là kiểu font small cap của nó, là small cap là kiểu font viết hoa mà chữ nhỏ ha. Font size là lớn, large. Ok. Các bạn có thể để là pixel nha. Text derogation là bỏ bằng nâng, tức là bỏ hết dấu gạch chân phía dưới. Tức là dấu gạch chân phía dưới này nè. Đây, dấu gạch chân phía dưới này nè, bị bỏ đi ha. Ok. Padding là 8 pixel. Khoảng đệm cái padding là biết rồi ha. Pixel 5 pixel 8. Tôi sẽ giải thích tại sao nó nhiều vậy. Đây. 8 pixel là padding khoảng trên top. Đây nè các bạn. Đây. Đây khoảng cách là 8 pixel là đây là thẻ A đúng không? Pixel nè, top, right, bottom, left. Đúng ạ. Thì nó tương ứng là 8 là top, right, bottom, left. Left là 30 pixel. Ok. Rồi, tiếp. Chưa hết ha. Đến cái hover. Hover, A 2 chấm hover. Cái này cũng phải giải thích nữa nè các bạn. Ctrl C. Đây. Đây, cái này là giả class. Hover là gì? A2 chấm hover là khi tôi đưa con trỏ đưa lên cái thẻ A thì nó sẽ xảy ra cái sự kiện hover. Đúng không ạ? Đấy, và trong Java trong cái class à trong cái bưng lịch này khác. Kệ nó đi. Rồi, pixel px center bottom cũng một pixel, nó đổi thành màu trắng. Dotted white. chơi cho nhanh Ơi, gì ạ? Có hỏi gì không? Cô cần chơi chọn cho nhanh hả? cô cần chơi chọn cho nhanh đấy có Ơi. những cần chơi chọn cho nhanh Rồi hiểu, mà lỡ rồi hết rồi. Ok. Hết hết mất tiêu rồi. Ok. Rồi. Bây giờ cái hình này không có thì kệ nó nha, nó mất. Tôi làm biến cách rồi chạy nha. Ok. Trời ơi cái hình của chà bá. Đây, thì các bạn hover nè. Nó mất cái hình thấy không? Cái hình đáng lẽ có thì nó sẽ đè vào đây nó mất. Đấy, tại vì cái hình của cô nó bự quá. Thực ra cái hình nó nhỏ xíu à. Được chưa? Nó cô cắt á, nó nhỏ, nó bự quá. Ok. Thấy chưa? Đấy, ta làm được cái menu bên tay phải. Ok. Đấy. Thì cái này nè, còn gọi là giả class a.hover này nè, giả class. Thì bất kỳ thẻ nào cũng hover được. Thì thẻ p2.hover thì nó sẽ hover trên thẻ p, hay là thẻ div 2.hover nó sẽ hover trên thẻ div. Ok.
Được chưa? Đấy, làm được cái menu. Trong cái này có cái gì khó hiểu không các bạn? Cái này là background nè, cái này thấy để có cái hình vô là nó ra nè. Các bạn chọn cái hình vừa phải. Không có hình thì nó không có lỗi nha, nhưng mà nó không hiển thị thôi. Background là màu là white, phông white. Oh. Rồi, thế thôi, còn mấy cái này thì không có gì mới. Toàn cái cũ. Ok, ta được cái menu. Được chưa? Rồi. Đấy thì các bạn vừa hướng dẫn các bạn xong cái bài lắp 7. Tức là các bạn về có thể nhìn là các bạn thể thao làm lại được cái lắp 7 này. Thực ra cái bài lắp 7 này nó cũng có cái hướng dẫn code ở phía dưới, nhưng mà cô vẫn phải hướng dẫn lại để các bạn hiểu. Đúng không ạ? Để làm lại cái này. Và nó sẽ có cái code ở dưới cho các bạn ở đây. Nhưng mà sợ là các bạn sẽ khó hiểu ha. Rồi, bài này thì cũng dùng cái position để định vị mấy cái vị trí này ha các bạn. Đấy, các bạn tạo một cái deep ngoài. Deep ngoài. Cái này các bạn, cái deep ngoài này các bạn đặt là position là relative. Và cái này ở trong cái deep, cái đây là một cái deep, các bạn đặt là position absolute. Cái này cũng đặt là absolute. À, thì các bạn định vị được hai cái góc này. Đúng không? Và để cái hình này nó đè lên cái deep ở ngoài thì các bạn lưu ý nè, các bạn dùng cái Z index. Z index mà lớn thì nó nằm trên, Z index nhỏ thì nó nằm dưới. Cho nên nếu cái này các bạn để là Z index 1 thì cái này đặt là 2, cái này đặt là 2 thì nó sẽ đè lên cái này. Nó đè lên cái deep ở dưới. Đấy. Giống như khi nãy cô muốn cái deep ở nằm dưới, cô đặt chỉ cần đặt âm thôi. À, số âm là nó sẽ nằm phía sau. Đấy, thì tùy các bạn nhé. Tức là về nguyên tắc của cái Z index là cứ số nhỏ thì nó nằm dưới, số lớn nó nằm trên. Đấy. Cho nên cái này, những cái position này là cái deep này các bạn đặt cái Z index. Ok? Được chưa ạ? Thì các bạn sẽ được cái này. Về nhà tự làm nha. Còn nếu làm mà bị lỗi không làm được thì các bạn có thể hỏi. Ok? Trong này thì nó không nhắc gì đến cái Z index, nhưng mà cô nhắc thêm để các bạn biết ha. Đấy, để cái anh này anh nằm dưới, hai anh này sẽ nằm trên, nó sẽ đè lên cái này. Ok, cái này là cái hình. Cái này chữ được nha các bạn. Cái này làm chữ được mà các bạn phải chọn phông. Đấy, bữa tôi demo tôi chọn được cái phông, bây giờ quên mất cái phông này rồi. Đấy. Hình như phông này là phông thôi lên mạng search đi, có cái phông này đấy. Đấy, cái này thực ra là chữ. Chữ cái này đặt là cap. Cái này đặt là small cap nè, để nó ra được cái chữ viết hoa và chữ đầu viết thường. Và bên này nó đặt cái phông gì tôi không nhớ, cái phông gì các bạn nhé. Đấy, đấy cái này các bạn dùng phông, không nhất thiết phải dùng dùng hình đâu ha, dùng hình đâu, dùng phông được ha, làm được luôn. Ok, và đặt trong một cái deep ha, cả cái này đặt trong một cái deep. Rồi, ai có câu hỏi gì rồi? Ai mà nợ giai đoạn 1 không? Có ai nợ cái assignment giai đoạn 1 không? Trời ơi, sao mấy đứa này nó rảnh nó chat dữ vậy? Sao nhớ, cần gì nhớ hết, tôi quay clip lại rồi mà. Hà Văn Hùng vô trễ. Magic, ok. Hầu Lê. Đấy, nhiều gì Lê Hầu, có một cái bài lát thôi Hầu à. Quá trời luôn. Rồi. Các bạn về nộp lab, cô mở ra hàn thêm cái phần lab 1 cho bạn nào thiếu ha. Là ở assignment chứ, assignment 1. Ok, làm lab. Ok, assignment 1. Cô quay clip lại nha Hậu. À, muốn em Ok. Rồi. Nộp assignment 1. Rồi assignment 2 thì cô sẽ ra hạn thêm nữa, sau buổi sau tôi xin nhá. Còn các bạn vẫn phải nộp assignment 1, mấy đứa này nó đi chùa hết trơn rồi. Rồi, tắt nha. Hòa Tuấn Hiền. Ngày 13. Ngày 13. Ok.